Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình thế gì đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plan vs Zombie 2 nha. À không, đây phiên bản Plan vs Zombie 2 3D chứ. Thì nếu anh em nào thích cái video này đừng quên là bỏ lại một like nha. Và anh em nào muốn mình chơi nhân vật gì trong tập sau thì hãy comment xuống phía dưới nhé. Ok, anh sẽ đi đi mua ít đồ hay đi đánh nhau bắn nhau các kiểu đi á. Mình sẽ đi mua ít đồ đã. Có khá nhiều thứ hay ho. Mình sẽ mua thêm này. Mũ cho zombie các kiểu này. Epic Dilo. Con gì đây? À, chúng ta thêm có một cái Infinity. Cái tay của con Katus và một cái chai, cái bình, cái chai gì đó thế này. Và mình không biết là ở trong này có nhiệm vụ gì không. Cuối tuần không biết có nhiệm vụ gì không, hình như có nhiệm vụ cấp taco nhưng mà mình chơi ở buổi sáng này thường sẽ là không có. Đó sẽ không có ai chơi. Ok, let's go boy. Lên ạ. Hôm nay mình sẽ chọn con cây nhá. Và tiếp mình sẽ chọn con kia là con gì nhỉ? Chúng ta sẽ chọn một con dê ở bên zombie nha anh em. Mình đang còn bao nhiêu sao? Mình còn có 2 sao thôi. Và chơi phớt phát nhỉ. Kiếm thêm ít sao gái nhưng mà sợ không có sự kiện thôi. Không có ai chơi thôi. Buổi sáng ngày thường thì mình sẽ chơi với máy. Mình sẽ đánh với máy. Thì cũng sẽ nhanh hơn. Sợ không tìm được trận thôi. Và thử xem nhớ đâu có trận thì sao. Chưa biết được. Chưa biết được thế nào cả. Ok. Chúng ta vào game đây. Mình sẽ cho tiếng nó nhỏ nhỏ một xíu xíu xuống nha. À, không có ai ạ. Đúng là buổi sáng không có ai luôn ạ. Buổi tối mới có người chơi. Rồi thì mình sẽ về nhà và có một cái nhiệm trò mà mình có thể chơi được. Chơi với máy được. Chơi tẹt. Ok, mở cửa ra nào, tôi về nhà cái. Let's go, chúng ta sẽ đi mình sẽ grab home à, mình về nhà. Chứ mình về nhà trước đi á. Rồi, cho mình sẽ lên cái xe này. Ok. Mở ra nào, mình sẽ chơi cái custom thôi. Solo, chơi kiểu solo thôi. Mình sẽ không chơi easy nữa mà chơi phần hard là phần khó đây. Map. Chơi map nào đây? Đây, mình chơi map Trung Hoa đi anh em. Chơi map này nha. Chiến ơi anh em. Lên đường, chúng ta sẽ lên cái xe của cái thằng gì nhỉ? Cái thằng gì người, thằng người tên là gì ta? Quên mất tên rồi. Không nhớ tên của thằng người là gì luôn. Ok. Jean-Pierre. Và chúng ta sẽ đi. Đấy rồi, cái okay, lửa thì mình có mấy hình dáng ấy. Chúng ta sẽ có bốn hình dáng. Chúng ta sẽ chơi hình dáng của Thanos anh em ơi. Đây là Thanos với găng tay vô cực đi nha. Thanos lên đường nào. Ok, xuống rồi. Ui, to. Đây là phần hát anh em ơi, phần khó đấy. Chúng ta sẽ cần mình sẽ không cần quá nhiều. Mình sẽ cần bọn hồi máu với mình thôi. Chỉ cần thế thôi, chẳng cần nhiều. Đây, Metal trước này một con này. Con nào hồi máu xịn sò ấy nhở. Vampire này. Không biết mình sẽ trụ đến bao giờ mà mình không biết mình có thắng nổi không nữa. Cho chọn này đi. Ok, let's go. Nào, chúng ta sẽ mở cứ điểm C trước. Ra đây nào. Mình đã có tầm khoảng hơn 200 máu. 273 máu. Có ai được cái máu cực kỳ trâu. Tắt bớt cái tiếng đó. Plan C ạ. Chúng ta đang ở khu vực Plan C. Ok. Lên nào. Đây ơi, đây khu Plan C đây. Mở nào. À, mình có thể trồng thêm cây được. Mình sẽ trồng những cái Pier Gatling như thế này. Rồi, chúng ta sẽ cần, nếu cần thêm máu thì ta sẽ có thể trồng thêm hồi một ít máu. Nhưng hầu hết mình sẽ cần mấy cái đánh đam anh em. Cái băng, cái bon choy. Cho có bon choy. Có mon choy. Mon choy cũng là một cây khá là hiếm. Anh em hãy cẩn thận nha. Nào, có bảo vệ chỗ này không ấy? Đây à. Bảo vệ cái chỗ tưới cây. Đó không chơi chế độ này rồi. Way sẽ bắt đầu trong vòng là 10 giây nữa. Không nhớ là sẽ có tất cả là bao nhiêu way nữa. Trong không biết nhớ là tất cả sẽ bao nhiêu way. Có thêm chỗ để trồng cây này. Trồng tẹt đi anh em, mình đầy cây. Mình không thiếu. Cây mình không thiếu, rồng lửa với các kiểu nấm với các kiểu. Đây rồi, đây rồi. Rồi, ok. Giết nó. Ok, let's go. Ô, cái gì đấy? Thằng nào bắn đấy? Khá là dị ra.
Đi gần nhau, đi gần nhau, đi gần nhau, đi gần nhau, đi gần nhau. Máu bị giảm kìa cưng. Chính xác rồi, chính xác rồi. Ok, hay lắm. Mình không sợ đâu. Vấn đề tôi không sợ lắm. Vấn đề ở đây là chúng ta sẽ đặt thêm một cái số cái dòng lửa ở đây cái. Dòng lửa thì hơi yếu anh em. Kinh, 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 kinh. Vào đâu, đi đâu, đi đâu. Đi đâu vậy, đi đâu vậy. Đối với Thanos thì nó quá bá đạo. Ui, nó nổ à. Quay còn 3-4 con nữa. À, đi hướng này à. Đi hướng này mà được á, không bằng đâu. Chết mày đi này, hay. Yes, perfect way. Chúng ta đã hoàn thành xong cái way này rồi. Một cái trồng trong cây gì không? À, mình trồng bon choy là trồng sai lầm. Mon choy nó khỏe hơn nhiều. Kết hợp cái hàng phòng thủ cái. Đây có săn đấy. Săn để làm gì ta? À, săn để tăng máu thôi. Không có nhiều ý nghĩa cho lắm. Mình sẽ trồng thêm đậu đi. Trồng vào mỗi loại một cây đi. Ok. Săn mặt trời, hoa mặt trời nào. Lên, Garden Hill. Nào, đang ở đâu đây? Phía dưới ạ. À, có im ạ, à. Có im. Vâng, chính xác phết ta. Ui, bị nổ. Quay trở lại đây cái. Vớ vẩn. Đâu rồi, có con nào vừa ra đây đánh bắn chúng ta đúng không? Hồi máu lại đi. Bảo vệ nó. Bắn khá điên cuồng ta. Rồi, mày vào đây. Vampire Flower Down chết rồi, một con chết rồi kìa. Về nhà, nó bị tấn công kinh quá, ở nhà tấn công ghê quá. Tôi bị mất máu nè, hồi máu cái. Đây mới là way 3 thôi, đây mới là cửa số 3 thôi. Chưa ăn đâu ở đâu cả, chưa ăn thua. Ok, let's go. Speed run. Nó sẽ có những cái way đặc biệt anh em. Cái gì? Mình có thể lấy được mà. Mình có thể. Ok. Nó khá là khó chịu ta. Nó theo kiểu là. Con này mình bắn hơi khó trúng nhỉ. Có lẽ bắn hơi khó trúng một xíu. Về nhà đi. Nó sẽ sang đây nè. Một bé, ok. Sang đây này anh em ơi. Bảo vệ nhà. Về chết chưa? Nó di chuyển rất là thông minh luôn anh em. Khó chịu phết đấy. Một bé, rồi. Mình là làm lá chắn nên mình phải lên trước anh em. Đừng có đi sau. Hay lắm, perfect way. Hay. Có một con đấy, hay. Con dòng lửa có thể thổi lửa các kiểu nữa này. Tuyệt vời. Lá chắn của chúng ta ở phía bên này. Way 4 thì có lẽ sẽ là zombie thường. Đây này, nó sẽ hướng này. Thế mình thấy nó sẽ là hướng này này. Và nó đi qua cầu anh em. Rồi ok. Mình nhớ nó sẽ đi qua cầu mà. Chặn luôn. Khá trâu. Mình có khiêng mà. Mình có khiêng mà cũng hơi bị mệt nhờ. Không phải đơn giản. Về nhà, bảo vệ nhà anh em ơi. Chết mày đi, một con nữa. Tiêu rồi, tiêu hết rồi. Tiêu đang ở phía trước anh em. Đây. Hãy để tôi ra. Ui. Đông thật sự luôn ạ. Hay. Nó sẽ hướng sang bên nào nhỉ? Bên này à? Các ké bọn nó đi di chuyển hay thế, di chuyển như người ấy. Nhìn này. Con cầm đầu con báo nó hơi nguy hiểm. Khi nó bị mất tờ báo nó sẽ hóa điên anh em. Cho giết được 15. Mới giết có 15 rồi, bọn kia bắn hay thế. Giết được 26 mạng rồi. Kinh nhỉ, kinh nha.
bốn ba hai một đối đầu con boss nào không? Cho hiện tại vẫn defense vẫn rất là tốt đấy. Ok, cho đậu lên những cây nào nhiều cây thì mình sẽ cho lên. Cái này sẽ random, có thể là ba con boss hoặc ui một con boss rồi. Vàng 250 coin và thêm một túi tiền. Ai chà, trận này chỉ có một con boss thôi anh em. Con boss này hay gặp ở trong Plan với Zombie 2 á. Con boss cầm cột điện đấy anh em, nhớ không? Có lẽ không cần nhiều đâu. Đây, vào đây. Còn mình mới cân được. Mình bật cái giáp, bật cái khiêng lên, xong rồi bật cái chiêu 2 lên bắn nhau. Đây 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 đây. Đâu rồi, đi theo hướng này à? Bom nổ. Solo luôn anh em ạ, tôi solo con boss luôn ạ. Dã man. Để tôi thổi lửa luôn anh em ơi. Thổi lửa. Cái kỹ năng này bây giờ ở trên phiên bản 2 cũng đã có rồi. Cũng đã xuất hiện rồi. Chạy ra. Đừng đứng đây, chết bây giờ. Ô, bắn con đằng sau. Vãi lều. Mình cũng sắp đai luôn. Ui ôi, mình chết thật ạ. Ui ôi, vãi lều. Revive, chết rồi, nó cho quả bom mọi người. Chết mẹ rồi. Sợ thật sự luôn. Gọi đúng ạ. Cái phần khó này khó chơi. Còn nó cũng không hiểu ý mình cho lắm. Mà hiện tại nó không hiểu ý mình cho lắm. What the fuck? Vị thần sức mạnh còn chết. Vãi linh hồn. À cái gì nhỉ? Thanos còn chết nữa là. Chết mấy con hồi máu đi. Nhồn. Mày nhồn á. Hồi máu cho anh em ơi. Tôi cần bật giáp lên. Để tôi tiếp tục có chiến phát. Còn khỏe thật sự. Mình mất hai mạng rồi. Tôi mất hai mạng trong này rồi. Phần khó nó là một cái gì đó. Nó bắn ném bom. Con này còn ném cả bom nữa thì. Rồi hồi máu đi, chết mày đi này. Xong. Để giết gọn các ké này anh em. Anh em hồi sinh chưa? Trời ơi. Khỏe. Dã man. Khỏe cái dã man luôn ạ. Kinh hoàng. Không thể tưởng tượng là nó khỏe đến thế. Trời ơi, cho xem cái băng vào đây. Bạn phải hồi máu cho mình chứ. Tất cả cái hồi máu cho mình là mình có thể thắng, mình có thể cân được team này rồi. Không hồi máu thì làm sao mình đánh được. Không hồi máu thì có mà đánh lên cuộn. Không đánh nổi luôn. Quay 6. Đấy mới chỉ một con nữa nha, một con boss thôi nha. Nhưng mà nó được búp nhiều quá. Làm được búp lắm quá. Búp cả một đống các kiểu vào đây. Mày chạy đâu? Cái con bé mỏng con đấy. Láo thật sự luôn. Đập nó, bắn nó. Rồi. Nhờn bác à, không được. Cái này có thổi lửa rất là tốt luôn đấy. Phải nói thổi lửa rất là tốt. Ok, hồi máu phát. Tấn công vào con dòng lửa anh em ơi. Bảo vệ dòng lửa phát. Rồi, một bé. Hỏa lực ở đây này. Vào đây. Vào hết đây. Dòng lửa bị đánh rất là nặng luôn. Nhờn tạo thổi lửa cùng dòng lửa luôn. Đáng sợ luôn. Hai con cùng thổi lửa anh em ạ. Dã man. Ok, lên nào. Phá hủy hết rồi. Đáng sợ. Holy shit. Nào, bé nào muốn vào đây nữa. Con dòng lửa khỏe phết anh em ạ. Đừng đùa, từ bây giờ nó vẫn trụ được ở đây. Ồ, nhưng mà không ai hồi máu à. Cho cái tòa nhà này à. Cái tòa nhà này không hồi máu được à. Way 7, hình như có tất cả là 10 way à. Không nhớ là bao nhiêu way nữa. Một bé chết. Mình sẽ bảo vệ cái way nhà mình đã. Xong rồi chúng ta sẽ tính toán đến các cái. Hồi máu em ơi. Nó tấn công vào cái nhà. Nó ý tưởng của nó là vẫn tấn công vào cái nhà. Đây này, trời ơi. Đằng sau nè.
Ai 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 ai. Đừng để nó ném bom. Để nó ném bom mà chết mình đấy. Hồi ở nhà đi. Đỡ nhà luôn. Đỡ cho nhà luôn. Rồi ok. Đừng để nó vào nhé. Đừng để nó vào anh em. Loạn quá. Không nhìn thấy cái gì luôn. Con lợn nào bắn mình đây. Con cầm cánh cửa kìa. Con cầm cánh cửa là phiên bản 1 mới có đúng không? Phiên bản này làm gì có. Cánh cửa sao nó vào tận nhà mình này. Ok, con này có chiêu khá hay, đó chính là thổi lửa và nó đốt rất là gớm. Ở đây có một cái hộp gì đấy. Từ từ đi lấy cái hộp cái. Từ từ đi lấy cái hộp cái. Cái hộp mất rồi. Nó mất cái hộp rồi. Monchoy. Rồi, Final Way có một cái hộp gì đấy mà mình không lấy anh em ạ. Dòng lửa đây chết chưa? Hình như dòng lửa đây đã chết rồi thì phải. Chết rồi. À chưa. À chết rồi. Dòng lửa bên này chết rồi anh em. Dòng lửa mình có 10 cây thôi. Cái nào nhiều thì dùng đi. Monchoy này với Monchoy đây, 2 cây đây. Cứ để nhiệt tình vào. Đấy, để cả Monchoy vào đây này. Monchoy có 48 cây. Thấy bảo là chỗ kia có một cái gì đấy mình không biết được. Kệ đi. Anh dùng tên lửa mới sợ đi. Có cái gì đó ở phía trước hay sao? Thổi băng lửa. Thằng kia thổi băng của mình lại dùng lửa để đóng băng à, để giải băng cho nó. Dị vãi. Có một cái gì đó sắp tiến tới đây anh em ơi. À, con này con boss. Cũng gọi là boss đấy chứ đúng không? Khỏe, khá khỏe nhưng mà vấn đề là mình dã thẳng vào mồm nữa. Tiền. Mình là con cây, mình thần cây thì mình mới trụ được đấy. Kia lại có thêm một con gọi là khá là boss nữa thì phải. Chết mày đi. Nó theo hướng này à? Ok, cái phần này là phần cướp biển anh em ơi. Phần cướp biển Caribe. Nói chung thì Hans complete săn được rồi. Nó săn được xong rồi. Còn một con nữa. Monchoy đấm cho vỡ mồm luôn. Ui, nó vả cho. Hay thật, Monchoy với Bonchoy đang làm rất tốt nhiệm vụ. Mình sẽ trồng hai cây Bonchoy bên này nha. Thì nó sẽ hợp lý hơn. Bonchoy. Đấy, hai cây Bonchoy đã được đặt xong. Đặt vào vị trí Special Way. Một cái way đặc biệt à. Ok. Các bạn trẻ vào đây nào. Bắn hết luôn. Một bé Special Way nha anh em. Nó có mấy con này rất là kinh hoàng. Cái con này trước, đúng rồi. Cho choáng ạ. Con lợn cho nó. Từng bé một. Special Way toàn con trâu bò. Trâu vãi linh hồn. Tôi cần một con hồi máu nữa, ở đây nữa. Từ anh em ơi, đừng lên cao quá. Trước này anh em ơi. Tiền nhiều vô kể luôn. Tiền nhiều vô số kể. Đây đằng sau này. Nó vả ra đằng sau này. Khó chịu thật sự luôn. Nhồn. Bắn thẳng vào mồm nó anh em. Mày chết đi. Trời ơi. Có một con thôi. Mật khiêng lên hơi phí á. Nó cứ chạy nhỉ. Nó vòng lên mềm này. Một ra một viên kim cương khổng lồ luôn. Không biết bao giờ mới Final Way ta.
chưa Find A Way anh em. Nhưng mà nhìn hay. Nó sẽ machine được cái máy anh em ơi. Nó sẽ ui Jesty. Ui what the fuck. Thảm họa mức quái vật rồi. Ui ba Jesty. Kinh mẹ. Jesty kinh rồi. Trời ơi. Xuất hiện rồi, xuất hiện rồi. Jesty sức mạnh đáng sợ rồi. Ui con mợ nhà nó sợ thế. Cái gì đang diễn ra đây? Ây mẹ ba Jesty à, what the fuck. Jesty giết nó anh em ơi, giết nó trước. À trời ơi, what the fuck. Khỏe vãi cái shit luôn. Nó tấn công vào đây anh em. Chết rồi, bị đóng băng rồi. Trận này mà thắng được thì đúng là bá đạo. Thắng rồi. Không còn đóng băng anh em. Ném băng à. Ném. Nó đích vào gần anh em ơi, nó cứ ném thôi. Chết tiệt thật sự luôn. Quả này mà thắng được thì nó mới gọi là vãi trưởng. Ui tôi đập tôi đấm chết rồi. Còn một lần duy nhất để cuối cùng để có thể hồi sinh thôi. Không đánh được rồi. Đố hồi sinh luôn anh em ơi. Mình còn không giết được một con nào. What the fuck. Có nghĩa là thất bại rồi. Kinh nhở. Đối đầu với Jesty kinh. Sợ thật sự. Inventory. Không xin cả team à. What the fuck. Thế là khỏe thế. Chúng ta dùng những cái là cái mạnh nhất trong này thôi. Way này, way quyết định này. What the fuck. Sợ thật sự luôn ạ. Đây vẫn còn cây ở đây. Super Jesty way ạ. Cái này gọi là Super Jesty way. Lợn nhà nó khỏe lắm ấy. Để xuống giết một con chưa anh em. Ui ôi, con mìa nó sao đấy. Trời ơi. Đam dã man. Cho tận đến 100 bao nhiêu cái cơ. Mình có hồi sinh thoải mái nhờ. Mình hồi sinh từ đấy thì mình thì bọn này nó cũng không đỡ được. Vấn đề bọn nó không đỡ nổi. Máu. Ok. What the fuck. Thanos ơi là Thanos. Còn không giết nổi còn bọn Jesty này thì làm sao mà ăn được con kia. Một bé. Đóng băng rồi. Con lợn nó sao đóng băng liên tục vậy. Chết hết rồi. Thì mình chết hết rồi. Không ăn được luôn ạ. Thề là cái này không ăn nổi. Nó giết được một con này. Cố gắng giết một con. Nó chỉ cần đập dậm Super Jesty. Yeah man. Là sao có thể chiến được nhỉ. Là sao có thể chiến được ta. Đang nghi ngờ với khả năng thật sự của mình là không thể đánh nổi. Mẹ nó sắp chết, nó sắp chết. Game over rồi, quả này không được quay, chờ còn một quay cuối. Dã man thật, trời ơi. Khỏe, vãi trưởng. Đây mình dùng con mạnh nhất nhá. Phần hát này kinh hoàng quá. Nó đáng lẽ mà đặt nhờ cái máy mà để mình có thể hồi máu không. Ok thì chúng ta sẽ cứ mê nhé. Xin chào anh em và lại anh em cho tập kế tiếp nha. Bye bye.